Thuộc con gà. Gà là giống ăn tạp, chúng có thể ăn côn trùng, thằn lằn, hạt cây, thóc và thường tìm kiếm thức ăn bằng cách dùng móng dài ở chân để lấy đất. Khác với các loài chim, đôi cánh của gà không thể giúp chúng bay cao mà chúng chỉ có thể bay ở trong khoảng cách ngắn và ở tầm thấp như bay lên trên cây, bay qua hàng rào. Trọng lượng trung bình của gà khi mới nở là 20 gram. Khi được 1 tuổi thì con đực sẽ có trọng lượng từ 1,5 đến 3 kg và con cái sẽ dao động từ 1,2 cho đến 2 kg. Con mèo. Mèo là loài động vật có vú nhỏ. Hiện nay mèo là con vật được nuôi phổ biến nhất thế giới. Nhiệt độ trung bình của mèo là 38 đến 39 độ, ấm hơn một ít so với con người. Mèo có trọng lượng khoảng 2,5 cho đến 7 kg. Tuổi thọ trung bình từ 10 đến 20 năm. Tim của chúng đập 140 lần trong vòng 1 phút, đập gấp 2 lần so với tim của con người. Con lợn. Từ xa xưa, lợn là loài sống thành bầy đàn và thường sống trong rừng. Lợn có thị lực kém, nhưng bù lại, thính giác của chúng lại rất nhạy. Lỗ mũi của lợn nằm trên chóp mũi, có lông,
rất nhạy cảm. Chúng dùng chính bộ phận này làm công cụ để tìm kiếm thức ăn. Lợn có phổ thức ăn rộng, khẩu phần của nó bao gồm nấm, lá cây, củ, quả, ốc, các thứ có xương sống nhỏ, trứng và các xác chết. Con cua có thân hình dẹp theo hướng lưng bụng. Toàn bộ cơ thể được bao bọc trong lớp vỏ chitin dày và có màu xanh lục hay vàng sẫm. Cua ăn thức ăn động vật là chính, nhưng có thể ăn cả mùn bã hữu cơ thực vật. Thức ăn chủ yếu của cua là cá vụn, còng, ba khía, đầu gai, giòn, rắt, chai, ốc, cá, tôm, còng và cáy. Con ếch. Ếch là loài lưỡng cư sống ở trên cạn và cả dưới nước. Ếch có khả năng hô hấp qua da, do vậy mà da của chúng phủ chất nhờn, ẩm và dễ thấm khí. Môi trường sống tự nhiên của nó là những nơi ẩm ướt, gần nguồn nước như đầm lầy nước ngọt, ao, hồ, kênh và mương, đồng ruộng. Chúng sinh sản vào mùa xuân đến đầu mùa hè.